Mời quý vị tiếp tục theo dõi ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, trước tác động của giá xăng dầu, giá hải sản khai thác không ổn định ở năm 2022, đời sống một bộ phận không nhỏ ngư dân Long Điền gặp nhiều khó khăn. Bước sang năm mới Quý Mão 2023, ngư dân kỳ vọng cuộc sống tốt đẹp hơn, ngành biển ổn định hơn cho ngư dân, thêm yên tâm bám biển. Vợ chồng anh Lê Minh Hoàng và chị Hồ Thị Thình ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền theo nghiệp biển của gia đình. Năm 2022, dù dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nhưng khó khăn vẫn chồng chất do giá xăng dầu liên tục tăng cao, trong khi giá hải sản lại không tăng. Ở những tháng cuối năm, giá xăng dầu giảm dần, thu nhập của gia đình mới tạm ổn. Cầu mong năm mới này thì cho mưa thuận gió hòa để có cá nhiều, tôm nhiều để cho dư dân làm ăn cho nó phát đạt, để phát đạt tiền bạc nó thoải mái hơn. Gia đình ngư dân Đặng Ngọc Linh ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền sống dựa vào nghề đánh bắt hải sản bằng thuyền thúng. Giá cả nghề biển không ổn định khiến gia đình khó càng thêm khó. Những ngày giáp Tết, nhờ sự hỗ trợ giúp sức của địa phương mà gia đình mới có Tết. Thì cũng nhờ ở chính quyền địa phương, nhờ ban khu phố để hỗ trợ mấy phần quà cáp để chuẩn bị đón xuân. Thì tôi cũng mong là qua sang năm là để mà đi biển đánh bắt là cho nó khá giả hơn, cho nó khang trang trong nhà hơn. Chia sẻ khó khăn cùng ngư dân, những ngày cuối năm, các cấp chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi tặng quà, động viên ngư dân nỗ lực hơn, vượt khó bám biển. Rồi địa phương cũng quan tâm đến những hộ đánh bắt hải sản, rồi xin quà vận động mạnh thường quân, rồi những hộ nghèo là cũng tiêu chuẩn là của hộ nghèo bao nhiêu, còn thiếu bao nhiêu là khu phố đi vận động để mạnh thường quân hỗ trợ là gạo, dầu ăn, mắm muối, rồi là tiền, rồi để cho bà con sắm sửa một cái Tết gọi là cũng ấm cúng. Với người dân, biển là nguồn sống, còn sức là còn bám biển. Đón xuân trong sự giúp sức từ chính quyền, ngư dân Long Điền cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, đánh bắt được nhiều tôm cá để đời sống ổn định, đủ đầy.